Các anh có thể kể lại những cái kỷ niệm một chút xíu ở phần đầu chương trình này về cái trận chung kết năm ngoái hay không anh Tín? Trận chung kết năm ngoái thì sự là lúc anh đang ủng hộ Liverpool, nên là quân mặc áo Real rồi. Nhưng mà nó cũng cái là ở những trận chung kết thì họ cũng đã chuẩn bị những cái thứ rất là khác nhau. Trong trận chung kết thì tất nhiên với anh đi sẽ đưa tin trận đấu và nó sẽ có những cái diễn biến bên lề nữa. Trận đấu đó thì có một điểm đặc biệt là diễn ra chậm hơn so với thời gian chính thức, cũng là một cái điều rất ít thấy. Một sự cố nhỉ? Một sự cố. Đầu tiên thì là một sự cố mà đình công dừng tàu điện và khiến cổ động viên khó đến sân, nhưng một cái sự cố chính liên quan đến việc mà đi lậu vé. Bởi vì sau đó thì những người những chiếc vé không chính thức cuối cùng lại vào được sân, và những người có vé tức là vé giả nhiều đấy, mua theo cái đường chính ngạch thì họ lại không được vào sân. Và cái phía sau lưng anh ở anh đứng sau cầu môn, ở chỗ vị trí sau cầu môn thì là khu các cổ động viên của Liverpool, thì lúc đấy rất là vắng. Cổ động viên Liverpool đến chậm và vì không được vào, không được vào và quyết định là delay 15 phút, tức là các cái màn biểu diễn cũng delay lại hết. Tức là lúc đấy các vũ công cứ đi ra rồi đi vào quanh sân. Cùng mình đang không hiểu là cuối cùng trận đấu có thể diễn ra được khoảng thời gian nào là hợp lý, bởi vì ghi đi nhật ở trên các trang em cũng đánh thông tin về các trang của UEFA, rồi là ở bên đó thì anh Tín cũng đưa thông tin về, nhưng mà mọi người vẫn phải để sóng gọi là trực tiếp vào lúc đó. Những hình ảnh trên sân tức sau đấy thì là cảnh sát đã phải vào cuộc ở phía bên ngoài sân, có bạo động ở bên ngoài sân, thành ra là mình ngồi trong thì không biết gì mấy, mọi thứ đều đã bị chậm lại hơn rất là nhiều. Nhưng mà đúng là hình ảnh lúc đấy thì cái cổ động viên của Real Madrid thì họ đến từ rất là sớm, và khi mà nhạc của Madrid vang lên thì không hiểu sao lúc đấy mình không bao giờ nhìn thấy màu trắng cũng không thể rõ, nhưng lúc đấy thì cảm giác mỗi người lôi trong người ra một cái mảng trắng nào đấy khiến cho cả sân rất là khủng khiếp. Và lúc đấy cái không khí nó hoàn toàn áp đảo các cổ động viên của Liverpool rồi, bởi số đông các cổ động viên của Liverpool thì không đến được, nên thành ra là trận đấu đấy cũng cảm giác là lúc nào Real Madrid cũng đông hơn cả bên các cổ động viên của khán giả, mà đông hơn cả những pha bóng kiểm soát bóng trên sân. Thành ra là kể cả có những cơ hội nguy hiểm ở trận đấu đấy, nhưng mà đọc lại trong chúng ta trận đấu đấy là nhắc đến Istanbul thì lại càng thú vị hơn. Thì tại lý do tại sao mà anh Tín và anh Ngọc có mặt ở đây, thứ nhất là anh Tín thì sẽ cùng em bình luận trận đấu vào tối nay ở trên sóng FPT Play vào lúc 2 giờ, đúng không ạ? Và điều nữa là gì, cách đây 18 năm, đúng không ạ, cách đây 18 năm thì AC Milan của anh Ngọc và Liverpool của anh Tín gặp nhau ở trận chung kết cũng tại Istanbul và tạo ra một trận đấu anh ý cực kỳ thú vị. Bởi vì như những gì mà chúng ta đã thấy rằng là Champions League mùa năm nay mọi thứ nó đang diễn ra quá bình thường, nó không có gì đặc biệt cả, đúng không ạ? Chưa có một trận đấu nào quá đặc biệt. Năm ngoái hay hơn nhiều. Vâng, năm ngoái thì hàng loạt những drama, hàng loạt những cuộc lượng ngược dòng ở những trận đấu knockout, nhưng đến giờ phút này của Champions League chúng ta chưa nhìn thấy bất cứ điều gì cả. Và rất có thể những cái thứ gì hay nhất, thú vị nhất nó sẽ tập trung ở trận chung kết Champions League. Dù là cái cán cân vào lúc này nó hơi nghiêng về Man City một chút. Em nói hơi nghiêng là còn nhẹ đấy. Tức rất nghiêng luôn. Rất nghiêng rất về nghiêng Manchester luôn. City. Lúc trước em hỏi Ngọc là có 70-30 thì anh Ngọc bơ ý bảo 60-40 thôi. Chứ nếu em vẫn nghĩ là 70-30. Bây giờ mà nếu mà đêm nay mà Man City mà thắng Inter thì MU sẽ là quá khứ. Một kỷ lục đã bị đạp đổ và MU không còn là đội bóng số 1 ở thành Manchester nữa. Đấy là điều chắc chắn luôn. Các cổ động viên của MU họ đã than vãn rất nhiều, họ đã tiếc nuối rất nhiều ở cái đấy đúng một tuần. Trận chung kết của FA luôn, tức là trận đấy là trận MU làm tất cả mọi thứ để ngăn cản cú ăn ba. Đúng không? Chỉ cần thắng một trận của FA thôi, còn lại ông Man City ông có thắng Inter thì cũng không giải quyết được vấn đề gì không? Cuối cùng cũng không làm được điều đó. Và bây giờ nếu như Man City mà loại được Inter thì không chỉ là lập điều quân 3 mà còn xác lập một cái vị thế mà trước đây MU đã từng lập được. Bóng đá nó cũng giống như cuộc sống ấy, nó cũng có những đồ thị hình sin ấy. Khi anh ở trên đỉnh thì tôi ở dưới, đúng không? Bây giờ anh đang ở dưới tôi và bây giờ tôi đang lên đỉnh, trên qua hành trình lên đỉnh đấy. Và MU sẽ thành một đội bóng của toàn cầu. Những đứa trẻ bây giờ, rất nhiều đứa trẻ sẽ thích Man xanh chứ, tại sao lại là thích MU? Anh kể một câu chuyện rất là hay, đấy là cái hồi cuối tháng 3 khi anh đến Manchester ấy. Anh đến Manchester, đầu tiên anh chụp ảnh ở sân vận động Old Trafford. Sau đó anh sang sân Man City. Sau đó sang sân Man City. Đi hát. Cũng phải tạo ra một sự cân bằng chứ. Thì xảy ra những cái cuộc cãi nhau rất buồn cười. Tức là có những bạn vào ra sức chứng minh rằng là Manchester City là đội bóng của thành Manchester. Còn MU là một đội bóng ở một cái quận ở phía bên ngoài không liên quan gì đến
nó thuộc về Old Trafford mà, nó thuộc về bên ngoài không thuộc về Manchester cả, cho thấy rằng là người ta đang và sẽ làm tất cả mọi thứ để khẳng định rằng Manchester City là đội bóng của thành phố đấy, nhưng nó phải đi cùng với một chiếc cúp. Anh cãi nhau rời đi ăn nữa không giải quyết được vấn đề gì cả, bởi vì MU đã có chức vô địch Champions League rồi, Inter còn có nữa là, đúng không? Ajax cũng có nữa là, Real Madrid thì rất nhiều. Tóm lại là để các anh bước vào đội ngũ của gọi là tinh hoa ấy, anh phải vô địch. Còn nếu đêm nay mà không vô địch mà thì man fan của Man U tiếp tục cười. Nên là chuyện đương nhiên. Bạn Lại Sơn Hở, theo các anh liệu bàn thắng 13 giây có được tái hiện ở sân Olympic Atatürk không? Hay một chiếc xe buýt 2 tầng lại được dựng trước khung thành của Inter Milan? Bàn thắng 13 giây là bàn thắng của Gundogan vào lưới của Manchester United ở chung kết FA Cup. Mọi chuyện đều có thể bàn xảy ra. Bàn thắng nhanh nhất lịch sử FA Cup. Một trận đấu như thế này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và nếu như thế thì nó sẽ là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League luôn. Và phá cái kỷ lục trước đó, Paolo Maldini ở giây thứ 53 ở trận chung kết năm 2005, ồ cũng sân Istanbul luôn. Cũng sân Atatürk này luôn. Atatürk này luôn. Vấn đề là ai sẽ ghi bàn thôi. Sẽ là thiên đường đối với Inter nếu như họ ghi bàn, và sẽ là địa ngục đối với họ, bởi vì là một bàn thắng rất sớm nó sẽ thay đổi cái cách chơi, cách tiếp cận của các đội bóng. Đương nhiên là những trận đấu như này người ta phải chuẩn bị 200%, 300% khả năng của mình. Tất cả các tình huống người ta đều phải tính tới cả. Các huấn luyện viên giỏi là các huấn luyện viên phải tính đến từng chi tiết một. Thậm chí đến những chi tiết là khi mà khởi động ở trên sân, đang làm nóng trên sân, một ai đó bị chấn thương và không đá được, vậy thì trong một tích tắc người ta phải thay đổi, người ta phải tính toán như thế nào. Các huấn luyện viên chuyên nghiệp ở những trận đấu như thế này, ví dụ người ta phải chia cái hiệp ra thành từng cái khoảng thời gian một trong khoảng thời gian đấy. Nếu chúng ta ghi bàn thì sẽ chuyện gì xảy ra, nếu có ai đó bị thẻ vàng hoặc thứ bị làm sao thì phải giải quyết như thế nào, và nếu chúng ta ghi được bàn trước thì chúng ta sẽ chơi kịch bản như thế nào. Khi mà huấn luyện viên ra ngoài đường pit này, rồi ra là các cầu thủ chỉ kiểu dùng ngang ngón tay như này, đấy là cái cách để điều chỉnh chiến thuật như thế nào sao cho phù hợp. Cho nên nhưng mà nói thẳng là anh không mong đợi một bàn thắng quá sớm đến như vậy. Ít nhất là khi năm nay Argentina giành chức vô địch World Cup, chúng ta nhìn thấy những cầu thủ Argentina đá cúp hay nào, đã ít nhất thì thấy Dybala xuất sắc, đúng không? Chúng ta thấy khung thành vô địch, hoặc là Montiel người đá quả penalty lại giúp cho Sevilla lên ngôi và giành chiến thắng. Thì trong trận chung kết này chúng ta có Julian Alvarez của Man City này, nhưng Alvarez cũng là chính, dễ là Lautaro đúng, mà Lautaro Martinez thì đang ghi những bàn thắng mà đang cho thấy anh cũng đang là biểu tượng, tức là nhìn cái cách mà Lautaro ăn mừng bàn thắng ấy thực sự là cháy. Vâng. Và mang đến cái niềm tin của Antoro cho các cổ động viên của họ, của Inter Milan, và cái cảm giác là bây giờ Lautaro Martinez ghi bàn có vẻ tương đối đơn giản, tức là không quá cầu kỳ trong cái cách sút nữa, mà cậu ấy trưởng thành rồi, rất là hiệu quả. Anh Ngọc trợ giúp gấp này, Seven Sense trợ giúp gấp, đến Ý lần đầu, em đến Ý lần đầu, xin anh Ngọc chỗ ăn mì Ý chuẩn bị trợ giúp gấp, mời bạn Google. Mời bạn Google đúng không ạ? Okay. Hoặc là bạn đã đọc sách Lonely Planet. Đơn giản vậy thôi. Tức là chịu khó tìm tòi đi. Vâng. Chứ còn nếu mà để mình nói một câu chuyện liên quan đến mì Ý thì chắc là buổi livestream này không đủ. Vâng. Chào anh Xuân Tín và chào hai anh em quen thuộc. Các anh có thể phân tích thêm về cuộc họp báo trước trận đấu hay không? Bây giờ thì em sẽ nói một chút về cuộc họp báo nhá. Pep Guardiola thổ lộ về nỗi ám ảnh của Champions League. Phát biểu ở trong cái cuộc họp báo đó thì Pep Guardiola có nói là thế này: để đạt được những thành tựu lớn thì bạn cần phải dung hòa giữa cảm giác luôn mơ tưởng tới thành công đến mức ám ảnh và khao khát. Thực ra ám ảnh cũng là từ mang tính tích cực đấy. Lúc này tôi cảm thấy Man City đã sẵn sàng lên ngôi, chinh phục chức vô địch Champions League chắc chắn là giấc mơ mà ai cũng muốn trở thành hiện thực. Đó, thực sự là Pep rất tự tin, rất tự tin. Tức là các bạn cứ bảo tôi là ám ảnh, ok, tôi chấp nhận điều đó bởi vì tôi ám ảnh thật. Nhưng mà tôi rất tự tin để hướng đến chức vô địch Champions League. Đó là thông điệp của Pep. Tự tin có cơ sở. Pep đã trải qua những thất bại cụ thể rồi. Pep đã nhận những trái đắng rồi. Và Pep cũng đã hiểu rằng cái cách thay đổi của mình nó đôi khi không hợp lý. Nhưng chúng ta nhìn thấy Man City trong mùa giải hôm nay, đó là sự nhất quán. Họ có những bản hợp đồng tuyệt vời. Chúng ta nhìn vào cái sự thay đổi khi mà Sterling ra đi, Erling Haaland về, rồi là Akanji. Đánh giá rất cao Akanji, cũng như là tịnh tiến những cầu thủ khác. Và một mùa giải mà Jack Grealish cũng chơi quá hay. Một lần nữa chúng ta phải khẳng định rằng những cầu thủ được đào tạo dưới bàn tay của Pep Guardiola đều thi đấu hay, đều thi đấu khá lên, thi đấu tốt lên. Vâng. Và những cầu thủ được thay vào sân, những Nathan Ake hay những gương mặt khác, John Stone, Rodri, họ đều thi đấu một cách ấn tượng và rất là ít sai số ở trong cách thi đấu của
Man City. Đôi khi chúng ta có cảm giác như là đội bóng này giống như kiểu AI. Vâng. Được kiểu AI. Ngay cả Erling Haaland nhé. Erling Haaland về tay Pep khác hẳn. Rõ ràng là khác hẳn với thời của Dortmund luôn. Rõ ràng là không nhiều người hy vọng rằng là Erling Haaland sẽ có thể đá tốt như thế ngay từ đầu tiên. Tức là nếu mà tức là anh bảo nói với Quân rằng anh đưa ra một cái ví dụ nhé. Tức là ngày xưa anh đá PES, anh sẽ chọn cái đội mà đội đá với mình là cái đội cực mạnh mà toàn chọn 90 đội khó cao, đội khó, đội khó cao nhất, không phải beginner mà professional chẳng hạn. Thì mình đá với họ, mình đá không đá nổi hoặc đá nó căng cứng, căng hẳn một trận đấu luôn ấy, thì anh nghĩ là Man City nó giống như một đội đội mà đội kiểu đá cấp độ khó cao nhất. Khó cao nhất trong trò chơi điện tử đúng không ạ? Trong game, trong những trận đấu mà đá tay PES chẳng hạn. Đấy. Vâng ạ, và đấy là lý do mà Pep đang cảm thấy rất tự tin trước trận này. Chào các anh, chúc anh buổi trưa vui vẻ. Theo các anh, trận đấu có thể bước vào loạt luân lưu không? Và nếu nó bước vào thì đội nào sẽ có lợi thế? Anh Ngọc. Trận đấu càng diễn ra lâu, càng kéo dài lâu thì càng có lợi cho Inter. Thường cái điều này luôn luôn xảy ra với những đội bóng mà giá thấp hơn. Họ luôn luôn muốn là khiến cho đối phương vất vả vì mình. Và những đội bóng như Man City ý, nếu như họ bước vào trận đấu này mà họ thiếu kiên nhẫn ấy, họ ào ào tấn công và họ chủ quan, họ lơ là phòng ngự sân nhà là họ sẽ coi như là bị tiêu diệt ngay. Thành ra là đương nhiên các huấn luyện viên họ đều có những phương án cho trận như này rồi, là phải tập penalty chắc chắn. Và cái chuyện tập thể lực để làm sao đó để đá 120 phút là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên phải nói thẳng là anh không kỳ vọng đá tới 120 phút đâu. Sáng mai anh còn rất nhiều việc phải làm. Đấy là, đấy là mệt lắm thôi. Mệt lắm. Khán giả trung lập, tất cả họ đều đang muốn xem. Không ai muốn xem đến 6 giờ sáng đâu. Thật thôi. Đấy là anh thôi. Còn khán giả trung lập họ rất muốn xem đến loạt đá luân lưu, bởi vì nó có cái cảm giác nó là một sự kết thúc của chuỗi những trận đấu thực sự tuyệt vời mà chúng ta được xem ở bắt đầu từ cuối năm 2022 đến giờ, từ chung kết của World Cup. Và các bạn và các anh còn nhớ rằng là đến chung kết World Cup đấy còn là một cái chuyến hành trình rất là dài mà cả hai đội bóng đã bước qua những trận luân lưu cực kỳ căng thẳng nữa. Đặc biệt là Argentina, họ có thể lên ngôi vô địch bởi cái sự may mắn của họ đó nữa. Rồi Europa League vừa rồi đúng không ạ, trận đấu cũng đã phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Và rõ ràng là tất cả chúng ta những fan trung lập thì không muốn rằng là cái trận chung kết Champions League nó diễn ra một chiều. Em nói thật nhá, khoảng 5 năm nay em xem chung kết Champions League em không thấy hay rồi. 5 năm nay là mình không thấy bất cứ một trận chung kết nào mình cảm thấy nó đủ căng thẳng, đủ hấp dẫn. Cả trận năm ngoái cũng không hay lắm. Đúng rồi, để chúng ta bị cuốn vào nó. Và thực sự là em đang rất mong chờ trận đấu này. Và mong chờ thì đương nhiên là phải mong chờ vào Inter Milan rồi. Bởi vì nếu mà họ gồng lên được, họ chơi với 200% sức mạnh của họ thì họ mới có cửa để chống chọi lại với Man City với cái khát khao như thế này, đúng không ạ? Anh ấy có chia sẻ là hai Quân, anh rất là muốn cổ vũ Man City ngày hôm nay. Thế giới bóng đá nợ Pep và Man City cái cúp này. Thực ra là thế giới bóng đá nợ nhiều người lắm. Trái nợ ai cả. Nợ nói thế thì người cái cúp. Nói thế thì khác gì bóng đá thế giới có lỗi. Trong khi Pep và Man City không đoạt cúp là vẫn là lỗi của họ chứ. Vâng. Họ ra sân họ đá bóng cơ mà. Họ cần phải. Trái nợ ai cả. Họ em nghĩ là thế này này. Trái nợ ai cả. Họ cần phải đoạt cái cúp này để trả lại cái sự ủng hộ. Đúng rồi. Cho những cổ động viên đã luôn theo sát họ. Và bản thân các ông chủ đã đầu tư rất nhiều tiền. Vâng. Rất nhiều tiền cho việc đó, chúng ta chưa biết là lời lãi của Man City như thế nào trong vòng bao nhiêu năm qua. Ngày hôm nay Simone Inzaghi khi mà phát biểu ở trên cuộc họp báo nói cũng câu rất là hay. Chúng tôi rất là căng thẳng cho trận đấu này, đương nhiên ai cũng căng thẳng cho một trận chung kết cả. Nhưng mà chúng tôi sẽ bước đến Istanbul với cảm giác đầu tiên là chúng tôi phải chiến đấu vì những cổ động viên của chúng tôi, những người đã không bao giờ bỏ rơi chúng tôi cả. Và những cái lúc mà Inter Milan gặp khó khăn nhất, thực tế ra là năm nay Inter Milan có rất nhiều lúc gặp khó khăn. Chính xác. Bản thân huấn luyện viên Simone Inzaghi cũng có những lúc tưởng như mất ghế đến nơi rồi. Hai tháng trước. Vâng. Ngay 2 tháng trước thôi, không xa đâu. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn đến với chung kết Champions League. Nói chung là các khán giả ngày hôm nay cũng rất là vui vẻ để chuẩn bị hướng đến trận chung kết UEFA Champions League diễn ra. Nó là giải trí đấy, nó là giải trí thực sự. Bây giờ lâu lâu mới có những trận như vậy. Đôi khi mà chúng ta lại xem những trận đấu của đội tuyển quốc gia này, chúng ta xem những trận đấu của câu lạc bộ mình yêu thích, nhưng mà xem nó sẽ đỉnh cao thì sau phải là Champions League và World Cup nhỉ. Mà World Cup mấy năm gần đây là, tức là những giải gần đây là không còn cái những trận đỉnh cao như trước nữa. May quá trận chung kết vừa rồi cứu vãn lại cho World Cup. Thực ra người ta nói rằng là chất lượng hấp dẫn của World Cup nó không còn được như trước nữa, nhiều đội quá. Tuy nhiên Champions League vẫn giữ được cái hay của nó, vẫn giữ được cái hay của nó. Và chỉ có điều là năm nay nếu mà so với năm ngoái thì lại không bằng. Vì năm ngoái Real Madrid có những trận khủng khiếp quá.
Mà còn năm sau nữa thì có Newcastle hay lắm. Nhưng mà năm nay mình có cảm giác là mọi thứ nó rất là mới, tức là mọi thứ nó rất là mới và thú vị. Tức là nó không có một cái gì đó nó hơi classic giống như hầu hết các trận chung kết, mà có sự góp mặt của Real Madrid. Chúng ta mọi năm chả biết kể cái gì cả, năm nào cũng kể là Real Madrid là nhà vua của Champions League, rồi ở đấy có Luka Modric, Toni Kroos, Benzema, tất cả mọi thứ. Năm nay mọi thứ nó mới hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Đúng ạ. Và nên có một cái tên mới và nó thú vị. Câu chuyện quan trọng nhất là nó thú vị, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là liệu những cái điều thú vị đó nó sẽ diễn ra hay không. Em lại phải hỏi các anh về cuộc sống, bởi vì bạn ấy có một cái nick là Enjoy Life, rất hay. Và bạn ấy bảo rằng là thấy lo các pet toàn ủng hộ Man City thôi, mà nên là mình lo. Tức là khi mà cái sự ủng hộ dành cho một đội bóng nó quá lớn trước một trận chung kết như này, thì đôi khi các cổ động viên mà yêu cái đội bóng đấy lại trở nên lo lắng hơn. Chẳng có gì phải lo cả. Các bạn, tôi kể, anh kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Năm 1994, trận chung kết ngày đấy Milan mất Maldini, mất Costa Curta, đúng không? Đá một đội hình rất là, mà đội hình năm 1994 của Milan là rất là què quặt so với Barcelona thời đấy của Johan Cruyff, một đội bóng coi như là hồi đó được gọi là Dream Team. Và báo chí rồi các cổ động viên ngày đấy chưa có mạng xã hội như bây giờ, cho nên là mình cũng nói thêm là có mạng xã hội thì áp lực nó khủng khiếp hơn, bởi vì mọi người nói nhiều quá và chúng ta đọc nhiều quá. Những cái năm 1994 ấy chỉ có báo chí thôi, truyền hình thôi, thì tất cả mọi thứ gần như ủng hộ toàn bộ cho Barcelona. Nhưng mà anh đọc báo nhiều, anh bảo ủng hộ cho Barcelona hết à, thế thì Milan càng có khả năng thắng. Anh cũng xem trên điện thoại đây. Mấy chục nghìn. Anh cũng xem trên điện thoại đây, và tức là chất lượng hình, chất lượng tiếng này, được nghe anh Quân, được nghe Xuân Tín, được nghe rất nhiều các chuyên gia bình luận này, hình đẹp, tiếng đẹp này. Việc quái gì phải xem lậu. Vâng. Toàn tiếng Ả Rập với cả tiếng Nga ngày xưa. Mong rằng là em bị sợ mỗi cái là vẫn như chủ tịch bên em anh Hoàng Việt Anh chia sẻ này, cái vấn đề bảo vệ bản quyền là cái vấn đề rất là quan trọng. Mọi người đôi khi chúng ta xem quen ấy, chúng ta thấy là một cái mặc định, nhưng mà không phải như vậy. FPT có, FPT Play có những đội cảnh sát mạng, và làm thế nào công tác tốt nhất để có thể bảo vệ bản quyền. Chúng ta không mong muốn là chúng ta, em nhớ mình có một năm xem chung kết Champions League mà chúng ta phải xem mạng đấy. Vâng. Là cái năm mà chúng ta bị cắt hết, bị mọi cắt thứ, và chúng ta thực ra cái này là chúng ta cũng nói luôn với cả Juve quản thắng. Đúng rồi. Juve quản thắng là ta không thể xem được. Đúng. Tiếp. Chúng ta cũng phải nói luôn với cả các bạn đang xem cái livestream này. Thực ra cái việc bảo vệ đấy nó cũng phụ thuộc vào chính các bạn luôn. Chúng ta hãy là những người xem một cách rất là văn minh, rất là văn minh. Vâng. Chúng ta thực ra rất nhiều bạn bảo là chúng em sinh viên nghèo lắm, chúng em chả có tiền để bỏ tiền ra cho một gói đâu. Em một gói chưa đến 200.000, trong khi rất nhiều bạn bỏ rất nhiều tiền để cho những cuộc nhậu thực ra các bạn chỉ có thể ngồi lúc đó với cả 100 người bạn của các bạn thôi, nhưng cái giá trị các bạn nhận lại không có gì nhiều ngoài say xỉn rồi bệnh tật rồi có thể bị thổi, đúng không? Trong khi với một cái gói như thế các bạn xem được rất nhiều thứ ở trên FPT Play. Chúng ta sẽ được xem một trận đấu thật sự thú vị. Bạn Long Trịnh, em fan Man United nhưng rất muốn Man City vô địch vì họ xứng đáng, đồng thời tạo động lực cho Man United để hướng đến tương lai thay vì sống trong quá khứ của năm 99. Thực ra đây là comment rất là thú vị, rất hay, và nó rất là văn minh và cao thượng của thời đại bóng đá mạng xã hội này. Thời đại bóng đá mà người ta chỉ bảo vệ cái đội bóng của người ta thôi, bất chấp lý lẽ, bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà bạn có một cái comment rất là thú vị và bạn cũng kiên nhẫn đấy. Và rõ ràng là cái động lực mà Man City tạo ra nó không chỉ dành cho Man United đâu. Nó là động lực dành cho tất cả những nhà đầu tư bóng đá mà đúng, đang đổ tiền vào để chơi bóng đá. Từ Paris Saint-Germain này, từ Newcastle United, chúng ta đã nhìn thấy đúng không ạ, những cái hình mẫu rất là rõ trong cái chuyện đầu tư từ các nước Ả Rập. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay quả ngọt có thể cũng sẽ đến với Man City, bởi vì họ cũng chờ lâu quá rồi, đúng không anh Tín, thống kê 15 năm rồi, 15 năm rồi lâu để chờ đợi một cái chức cúp Champions League này. Kevin De Bruyne cũng là một cầu thủ chờ đợi chiếc cúp như thế này. Vâng. Đó là cầu thủ mà chúng ta vẫn hay nói rằng là nằm trong top thế giới đi, trong top 5 như thế. Anh chưa có cái gì cả. Mà trong tay không có gì cả. Châu lục cũng như thế giới chưa có cái gì cả. Tuyển quốc gia cũng vậy. Dựa trên đội hình xuất phát gần nhất của hai đội trong trận bán kết ấy, thì Man City có giá trị gấp 6 lần so với Inter Milan. Con số của Inter là 114 triệu bảng Anh, còn Man City là 638 triệu bảng. Thực ra cái sự chênh lệch đó cũng rõ ràng thôi, bởi vì cái sức hút của bóng đá Ý trong quãng thời gian vừa qua nó rõ ràng là không thể so sánh được với cả ngoại hạng Anh, đúng không ạ? Những ngôi sao về đây dù trình độ chỉ lệch nhau một chút thôi, nhưng giá trị của họ chắc chắn sẽ cao hơn.
đúng không ạ, là vì về ý. Thế đâm ra là rồi là còn Inter còn có những cầu thủ là chuyển nhượng tự miễn phí đấy chứ. Đúng rồi. Em nghĩ là trong những bức ảnh này cũng khá thú vị với sự có mặt của Andy Dzeko. Dzeko năm nay ghi những bàn thắng theo kiểu rất là quái, và cũng là cầu thủ mà em nghĩ rằng bên phía Man City sẽ phải để mắt nhất. Nhiều khả năng này đa chính. Kinh nghiệm của Andy Dzeko. Và em thì em nghĩ rằng là cái lịch sử của Man City cũng được cấu thành bởi cái khả năng của Andy Dzeko. Bởi vì nhiều người cứ nhắc đến cái quả đá cuối cùng của Kun Aguero vào lưới của Queen Park Rangers ấy, để giúp cho Man City có chức vô địch ngoại hạng đầu tiên chân sau khi trở lại. Nhưng Edin Dzeko mới là người đã ghi một cái bàn thắng gần như là cứu cho cái sự hy vọng của Man City ở ngày hôm đó. Nếu không có cái bàn thắng đó thì đúng là Man City cũng chào thua Manchester United ở lượt đấu đấy rồi. Rất là nhiều người còn không nhớ là Dzeko từng thiếu Man City. Các bạn lớp xem bóng đá mới, lớp xem bóng đá trẻ không biết, không nhớ là không biết là Edin Dzeko thi đấu cho Man City cái thời đấy. Vâng. Với Man City gồm có Ederson, Kai Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Stone, Rory, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Gyalis cùng với Erling Haaland. Đấy là đội hình dự kiến của Man City. Tức là họ vẫn dự đoán là Kai Walker có thể quay trở lại, không chấn thương gì cả. Và thực ra nhé, những cái thông tin chấn thương ở Man City nó rất nhiều lần nó là đòn tung hỏa mù với tất cả những người hâm mộ, đặc biệt là đối thủ của họ. Và em nghĩ rằng là những cầu thủ Man City họ có quá nhiều thời gian để hồi phục trong quãng thời gian vừa rồi. Họ cũng rất tập trung và kể cả có đau một tí thì cũng cố gắng để thi đấu ở trận. Cả hai đội này thì đều có một điểm chung là họ có nhiều phương án thay thế. Vâng. Chúng ta không có cảm giác một đội bị bịt đi những cơ hội nào cả. Thế nên mới nằm ở thú vị ở chỗ đó. Và nếu mà như một Man City vẫn theo đội hình này của UEFA thì anh nghĩ là cũng không hợp lý thôi. Nhưng mà nếu mà xét về mặt chất lượng đội hình thì Man City là đội hình dày hơn. Vâng. Họ có Riyad Mahrez, Phil Foden hay như thế mà còn phải ngồi dự bị nữa là. Đó, họ có nhiều. Rồi Julian Alvarez có thể vào sân bất cứ lúc nào. Với Inter Milan họ sẽ ra sân với Onana, Damian Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu. Cũng có một chút dự đoán về Mkhitaryan quay trở lại, Di Marco bên cánh trái, Lautaro Martinez và Edin Dzeko. Rất nhiều những chuyên gia bóng đá Ý đã dự đoán là Dzeko sẽ đá chính chứ không phải là Lukaku. Anh Ngọc có đồng ý chuyện đó? Trước trận đấu thì Edin Dzeko vẫn được đánh giá cao hơn. Cái việc mà lựa chọn Edin Dzeko hay là Romelu Lukaku đá cặp cùng với Lautaro Martinez nó phản ánh cái tư duy chiến thuật của Simone Inzaghi. Nếu Lukaku đá ngay từ đầu thì bóng dài sẽ rất nhiều hơn và chơi phản công theo cái kiểu khác hơn. Còn với Edin Dzeko thì Inter chơi theo kiểu kiên nhẫn hơn. Edin Dzeko năm nay đã 37 tuổi và chúng ta không thể kỳ vọng anh ấy đua tốc độ, anh ấy tì đè như là đối với cách mà Lukaku hay làm được. Nhưng với Edin Dzeko thì có thể là Inter sẽ chơi chậm hơn. Và có một điều nữa, với Edin Dzeko thì Inter có thêm người để tham gia phòng ngự. Bởi vì Lukaku là không tham gia phòng ngự nhiều mấy. Anh ấy chỉ là người mà thực hiện những cái đường bóng từ phía dưới chuyền lên để anh đua tốc độ và anh đè tì đè thôi. Nhiều khả năng Lukaku sẽ vào sân trong thời gian của hiệp 2. Vâng ạ, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là những cái đội hình này sẽ có trở thành sự thật hay không. Những dự đoán của UEFA, thực ra UEFA rất uy tín. Theo những gì mà chúng ta vẫn thường làm đúng không anh Tín? Rồi. Check thông tin trước trận là thường những cái thông tin UEFA đưa ra là rất là uy tín và rất là chính xác. Tức là không có Brozovic. Nếu em Mkhitaryan đá chính thì không có Marcelo Brozovic, trong khi Brozovic trong giai đoạn gần đây cũng chơi tương đối hay. Em rất là kỳ vọng vào Barella. Barella sẽ là một người có thể sẽ tạo ra đột biến ở trận đấu này. Đúng. Phong độ của Barella mùa giải năm nay rất ấn tượng và cái cách chơi của Barella cũng là một cái cách chơi nó bùng nổ đấy. Hàng phòng ngự của Manchester City gặp rất nhiều khó khăn khi mà họ đang tập trung quá nhiều vào những người ở bên trên như là Dzeko hay là Lautaro Martinez, thì Barella là người có thể xâm nhập vào và tạo ra những cái điểm nhấn. Xâm nhập, sút xa, sút phạt, rồi là thậm chí tờ Gazzetta dello Sport còn so sánh, tức là cái số báo ngày hôm qua họ còn so sánh những cầu thủ hiện tại của Inter với những cầu thủ đã đoạt Champions League của Inter trong quá khứ, thì họ so sánh Barella với ai? Với Javier Zanetti. Tức là năng nổ, nhiệt huyết, hoạt động ở khắp mọi nơi, cần cù cực kỳ. Khi cần hỗ trợ phòng ngự thì tham gia hỗ trợ phòng ngự, rồi là lấp các cái chỗ trống, thực hiện những pha phản công cực nhanh. Đây là một cầu thủ mà toàn năng ở khu vực sân. Và anh ấy hầu như không vắng mặt trong bất cứ một trận đấu nào của Inter mùa này cả. Đủ thể lực là ra sân. Em nghĩ là cái cầu thủ em thích nhất với Inter bây giờ đang là Onana. Bởi vì anh nhìn đi, mỗi năm qua chúng ta đều thấy là cái đội vô địch Champions League ấy, thì thủ môn họ phải hay. Và chúng ta đừng quên đến Atatürk huyền thoại thì De Zizi, Dudek. Dudek năm ngoái là quốc toa. Năm ngoái thì không có tiêu quốc toa thì Real là thôi. Xuất sắc ở trận đấu đó thì em nghĩ là
Ôi, nếu mà so với hai thủ môn thì em thích Urana hơn. Trong 6 trận đấu vòng loại trực tiếp thì Urana mới chỉ vào sân vào lưới nhận bóng có một lần thôi ở trận đấu hòa với cả Benfica 3-3. Còn các trận đấu với Porto, với Benfica và gần đây với Milan là 5 trận là không thủ lưới bàn nào. Đấy, con số thống kê cho thấy là đây là một trận đấu không đơn giản đâu. Hy vọng chiến thắng cao hơn chính là Man City. Cho nên là tôi dự đoán là Man City sẽ thắng với tỷ số là 2-1 trong 90 phút thi đấu. Đấy, các bạn biết là ủng hộ đội nào rồi nha. Hy vọng là dự đoán sai. Tức là anh Ngọc dạo này cũng phòng ngự kinh đấy. Không phải, đúng thủ, thôi. Thủ anh cũng... Hoàn toàn đúng thôi. Cũng có những cái quả thủ nó cũng chắc chắn đấy. Tức là anh ạ? Ủng hộ Inter. Nhưng mà lại dự đoán Man City thắng. 2-1. Anh cũng hơi giống anh Huy Hiếu. Vâng ạ. Nói chung là anh Ngọc dạo này là phòng ngự chắc, phản công nhanh. Không. Đúng không? Bao nhiêu lần đều thế mà. Pressing tốt. Bao nhiêu lần luôn thế mà. Mọi người chưa để ý rồi. Bao nhiêu lần luôn thế luôn. Vâng, còn anh Tín sao ạ? Anh thì vẫn bày tỏ quan điểm của anh một như anh đã nói, trận đấu này nghĩ là Man City 7 và Inter 3, cử thắng của Inter rất hẹp ở trận đấu này. Thế nên anh cũng mạnh dạn đưa ra một cái dự đoán là Inter thắng. Man City thắng cách biệt 2 bàn. 2 bàn. 2 bàn. 2 bàn cách biệt cho Man City. 3-1. Em nghĩ có thể là 4-2. Em đưa tưng bừng à? Quả tưng bừng cho một thứ. Một trận đấu trong 90 phút luôn. Vâng, 90 phút luôn. Em thì em hy vọng rằng là chúng ta sẽ có tại vì đợt này em hay nhiều bàn thắng lắm. Em ít làm trận ít bàn thắng lắm. Vâng ạ. Không hiểu sao. Em thì em hy vọng rằng là có nhiều bàn thắng nhưng sẽ hòa nhau ở trong 90 phút. Dắt nhau đến hiệp phụ. Tiếp tục có bàn thắng tiếp, vẫn hòa nhau. Thế có nghĩa là Inter khả năng thắng cao rồi. Không, vẫn là Man City thắng và em sợ rằng Lukaku hay là Lautaro Martinez đứng ở trên cái chấm luân lưu sẽ đá trượt. Và nếu mà điều đấy xảy ra ngày mai sẽ là một cái câu chuyện rất là thú vị dành cho truyền thông với những hình ảnh như thế.